Kính chào quý vị và các bạn. Dự báo nhiều điểm du lịch của miền Bắc thứ sáu sẽ có nắng và nóng hơn. Nhiều nơi ở khu vực phía Tây Bắc Bộ và khu vực Đồng Bằng sẽ có nắng nóng như tại Điện Biên Phủ, Sơn La, Hòa Bình, Hà Nội và Ninh Bình. Nhiệt độ cao nhất 35 đến khoảng 37 độ C. Các nơi khác nhiệt độ phổ biến sẽ là từ 33 đến 34 độ C. Chỉ ít nơi như Hải Phòng là trời dịu hơn 31 độ C. Dự báo Ninh Bình nắng nóng xảy ra vào ngày thứ 6 và ngày thứ 7 với mức nhiệt 35 độ C. Do mới nắng nóng nên thời gian nóng cũng chỉ khoảng 2 đến 3 tiếng giữa trưa và đến chiều tối và đêm trời dịu dần, nhiệt độ thấp nhất giảm xuống còn khoảng 26 độ C. Từ thứ 5, triển lãm trực tuyến về quần thể danh thắng Tràng An trên Google Art Culture chính thức đã ra mắt. Triển lãm trực tuyến trên nền tảng Google Art và Culture đưa đến cho du khách những góc nhìn tuyệt đẹp về quần thể danh thắng Tràng An. Tại Đà Lạt thì dự báo 3 ngày tới sẽ đều có mưa dông vào khoảng thời gian chiều tối, còn ban ngày thì trời vẫn có nắng, nhiệt độ dịu mát, mỗi ngày sẽ giảm khoảng 1 độ, từ 27 độ vào ngày thứ 6 xuống còn 25 độ vào ngày Chủ nhật. Đà Lạt những ngày này thì hoa mai anh đào đang nở rộ, và đây là một điều đặc biệt vì thường hoa mai anh đào chỉ nở rộ vào khoảng tháng 1 đến tháng 2 hàng năm. Mùa mai anh đào lần này đặc biệt khiến mọi người đều cảm thấy thích thú và ngạc nhiên. Xuống khu vực Nam Bộ thì nắng nóng vẫn đang kéo dài triền miên ở khu vực này. Miền Đông Nam Bộ còn xảy ra nhiều điểm nắng nóng gay gắt như tại Tây Ninh, Đồng Phú, Thủ Dầu Một, Biên Hòa 37 đến 38 độ C. Tại thành phố Hồ Chí Minh thì dự báo trong 3 ngày cuối tuần trời cũng đều có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất là 36 độ C. Thời gian nóng nhất trong ngày là từ 11 cho đến khoảng 16 giờ. Đây là khoảng thời gian du khách nên hạn chế các hoạt động ngoài trời để tránh bị say nắng và say nóng. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho các điểm du lịch khác trên cả nước.